Xin kính chào quý vị đến với kênh Thời sự và Giải trí. Kính thưa quý vị, sau đây là nội dung Chém bão, liệu ông Trump có dễ dàng chiến thắng nhà nước ngầm của tác giả Nguyễn Khẩn. Xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Dạo gần đây, có vẻ chuyên ngành chém gió học đã được nâng cấp thành chém bão học. Phần mềm chém bão được cập nhật hàng ngày. Chém bão mùa tranh giành ghế được cập nhật nóng hổi nóng hổi nhất là cuộc tranh giành sống mái chiếc ghế nóng của tòa bạch ốc giữa tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump và ứng cử viên Joe Biden của đảng dân chủ. cả hai ứng viên đều hạ quyết tâm thắng trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 cho bằng được. dĩ nhiên đã tranh thì ai chẳng tranh thắng. song lần này cuộc tranh giành ghế hàn học khác thường. cả hai đều đặt mục tiêu thắng cử bằng bất kỳ giá nào. cho nên sát ngày bầu cử đáng ra nên nghỉ ngơi chờ kết quả chọn lựa của cử tri, song hai ứng viên vẫn còn miệt mài vận động, đôi bên tìm cách mọi thủ đoạn để hạ gục lẫn nhau. Ông Trump quyết thắng để có thêm 4 năm hoàn tất những việc còn giang dở. Một trong những việc giang dở ấy là tát cạn đầm lầy tanh tưởi của các chính trị gia thời Tổng thống tiền nhiệm. Nặng mùi nhất là thời cựu Tổng thống Obama cấu kết lợi ích nhóm với các lợi ích nhóm phố quân, bao gồm cả những ông lớn công nghệ Twitter, Facebook, Google, và cả chùm tài chính george soros và sử dụng chính quyền mỹ làm công cụ trục lợi lợi dụng sức mạnh siêu cường số một của mỹ để cấu kết với trung cộng và nhiều nước khác tạo ra toàn cầu hóa áp đặt trật tự thế giới làm giàu và việc lộ bê bối tham nhũng của cha con joe biden là một trong những ví dụ người ta gọi đây là quyền lực nhà nước ngầm tức là nhóm lợi ích siêu quyền lực nhiều người cho rằng ứng cử viên nào có thể thắng cử nếu không lọt mắt xanh của thế lực ngầm này, sức mạnh kim ngân và mối quan hệ toàn cầu của nhà nước ngầm là kinh khủng, thừa sức hô mây hoán vũ trên toàn thế giới, chứ không chỉ giới hạn trong nước Mỹ. Ông Trump gọi quyền lực ngầm này là đầm lầy Washington và sự cấu kết lợi ích của các chính trị gia nhóm và lợi ích New York năm 2016, quyền lực ngầm xem thường tài năng của Donald Trump, coi ông chỉ là một tỷ phú chưa có số má nên chủ quan để cho ông Trump có khoảng trống bước lên và bỡ mất chiếc ghế nóng trong tòa bạch cung. đã vậy, nhà nước ngầm còn bị lão ngựa ô Donald Trump đánh vỗ mặt trong diễn văn nhậm chức, tuyên bố rằng lâu nay chính phủ Mỹ đem tất cả lợi ích quốc gia về cho nhóm lợi ích New York, dân Mỹ không được gì và rằng hôm nay chuyện đó phải chấm dứt, tất cả lợi ích quốc gia phải đem về cho người dân Mỹ. Đây chẳng khác gì là lời tuyên chiến của tổng thống Trump với quyền lực nhà nước ngầm. Mọi người đã chứng kiến trong suốt 4 năm nhiệm kỳ của mình, nhà nước ngầm đã ra tay dạy cho ông Trump biết bao nhiêu lễ độ. Họ ra tay tổng lực, huy động đảng dân chủ, báo chí, truyền thanh, truyền hình, mạng xã hội và các quan chức tiểu bang, liên bang, tình báo, an ninh, lập pháp, tư pháp, kể cả các quan chức hành pháp ngay trong chính phủ của ông tổng thống Trump, các nhóm xã hội đen có thể cả virus corona Quay ông Trump như con quay, phở phạc, tè tua, biến trắng thành đen, biến đúng thành sai, biến phải thành trái. Biến một người chủ trương chính quyền nhỏ để không thể nhũng nhiễu, đảm bảo tự do dân chủ cho nhân dân, thành nhà độc tài. Nhà nước ngầm cấu kết với một số chóp bu đảng dân chủ của cùng hội cùng thuyền, tức là đám đầm lầy Washington, vây hãm đánh phá ông Trump dữ dội gần 4 năm qua, hầu như không có một ngày nào yên lành. À, vậy mà thành tích kinh tế ngoại giao quân sự của ông vẫn vượt trội và ít có tổng thống nào sánh kịp nhất là về thị trường chứng khoán về tăng trưởng gdp về tăng trưởng việc làm về thành tích kiến tạo hòa bình thế giới về việc không gây chiến tranh mà các nước bất hảo chẳng dám ho he về việc tái lập lại trật tự thế giới mới qua chiến lược ấn độ thái bình dương tự do và rộng mở foip trên nền tảng nato châu á Quad, và đặc biệt là làm cho đối thủ trung cộng co vòi chới với nhóm khủng bố tan tác. Ông Trump cũng là người thực hiện hơn 70% lời hứa với cử tri, chưa có tổng thống Mỹ nào làm được, chỉ còn lời hứa nâng cấp hạ tầng cơ sở là chưa làm kịp, một phần bức tường biên giới giữa Mỹ và Mexico chưa làm xong. ObamaCare chưa hủy được, đầm lầy chưa tát cạn. Đúng ra, với thành tích to lớn, ít có tổng thống nào sánh kịp, thì giờ đây ông Trump có quyền ngồi rung đùi Chờ cử tri vinh danh Xong vì ông đã lựa chọn tát cạn đầm lầy Đối đầu với nhóm lầy lội siêu quyền lực sức mạnh vô song Rút kinh nghiệm 4 năm trước Năm nay nhóm siêu quyền lực đã đeo bám đánh giá ông Trump quyết liệt không ngơ nhỉ Nếu không phải là một tài năng Thì chắc chắn ông Trump hoặc là phải chọn lựa thỏa hiệp với đầm lầy Để cùng lầy lội kiếm lợi như Obama, Joe Biden Hoặc là gục ngã Vậy mà ông Trump vẫn không thỏa hiệp vẫn còn sung sức chiến đấu với đám đầm lầy đến sát ngày bầu cử thì thật là phi thường. Cho nên, có vẻ như ông vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn vào chiến thắng của mình, không thể chủ quan nên vẫn miệt mài vận động. Bởi phải còn tính đến khả năng gian lận phiếu vì đám đầm lầy ấy chẳng có gì mà không trồm tay được. Về phía Joe Biden, Joe bắt buộc phải thắng cử và cho bằng được vì không chỉ thắng cử để bảo vệ mình trước bê bối tham nhũng mà còn bảo vệ an toàn, danh tiếng và lợi ích nhóm của lợi ích nhóm đầm lầy. Tuy Joe Biden là một nghi phạm tham nhũng, nhưng với bàn tay quyền lực ngầm, họ vẫn tạo ra được những vỏ bọc đúng đắn cho Joe để du ngủ nhiều cử tri bằng xảo thuật phách lưu của truyền thông, của báo chí và mạng xã hội thiên tả. Nhất là khi ông Trump đòi tắt cạn đầm lầy ở nhiệm kỳ 2 là nhiệm kỳ không còn áp lực tranh cử, thì cha con Joe Biden và nhiều tay to mặt bự có thể bị truy tố nhóm nhà nước ngầm bị tác cạn đầm lầy không còn chỗ mưu lợi, bởi vì họ thừa biết ông Trump đã nói là làm chứ không nói xuông. Công bằng mà nói, nếu Joe Biden không cùng hội cùng thuyền với nhóm lợi ích đầm lầy Washington, không được làm quyền lực ngầm ấy ra tay bẩn dưới sau yểm trợ, thì không có cử tri Mỹ nào khùng điên mà bầu cho một nghi phạm tham nhũng làm Tổng thống. Nhưng vì Joe Biden được đảng Dân Chủ và nhà nước ngầm lựa chọn làm Tổng thống, để bảo vệ an toàn cho bản thân dâu và cả đầm lầy, bảo vệ an toàn lợi ích cho nhóm siêu quyền lực khỏi bị ông Trump úp sọt. Khi ông Trump đã lần ra manh mối từ những email động trời của con trai Joe Biden, nếu để cho ông Trump thắng cử thì chết cả nút. Đó là lý do mà cho đến lúc này chẳng có ai đoán được ứng cử viên nào sẽ giành chiến thắng. Tuy vậy, người rừng vẫn tin là ông Trump sẽ chiến thắng. Dẫu biết ông Trump không dễ dàng chiến thắng trước nhà nước ngầm, quyền lực bóng tối bao giờ cũng đáng sợ, không thể xem thường. Bởi gian dối thường là vẫn đẹp, vẫn quyến rũ, vẫn mê hoặc con người hơn là sự thật trần trụi. Kính thưa quý vị, vừa rồi là nội dung bài viết Chém bão, liệu ông Trump có dễ dàng chiến thắng nhà nước ngầm? Tác giả Nguyễn Khẩn đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị ở những nội dung sau.